bà Nguyễn Phương Hằng tới lượt ông Phan Văn Mãi bị sổ khám. Tô Lâm nhận định cầm tay anh Mãi vào lò. Với những ai quan tâm tới kênh tin tức thời sự, thì cái tên ông Phan Văn Mãi có lẽ không còn là quá xa lạ gì nữa. Đây chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một ông quan mà suốt mùa dịch vừa qua được dân chúng nguyền rủa không thường tiếc. Vì có những là chính sách chống dịch vô cùng thảm họa, gây ra vô số cái chết rất nhiều người, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phan Văn Mãi đứng đầu lãnh đạo, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc phòng chống dịch COVID-19 và trực tiếp đưa gánh nặng lên vai của người dân, vô số gánh nặng mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Tưởng chừng sau một thời gian lắng xuống, ông Phan Văn Mãi, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tưởng chừng như đã yên thần, thoát khỏi ngọn lửa thị phi. Nhưng thật không may cho ông Phan Văn Mãi, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giữa lúc tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào quên lãng, thì ông ta đã bị bà Nguyễn Phương Hằng lôi ra ánh sáng của dư luận. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhắc tới ông Phan Văn Mãi với lời oan trách kể công rằng ông Phan Văn Mãi đã bạc tình bạc nghĩa, hiểu nôm na theo nghĩa đen của dân thường. Thì ý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Phan Văn Mãi là người không biết trước và không biết sau, và ông có một mối quan hệ khá thân mật với vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Từ trước khi ông Phan Văn Mãi leo lên được cái ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều lần giúp đỡ cho ông Phan Văn Mãi, cụ thể là về tiền bạc, lo lót cho các quan chức, cán bộ bởi ông Huỳnh Y Dũng, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, từng là đại biểu Quốc hội, là chỗ thân cận với ông Nguyễn Minh Triết. Nói cái khác thì ông Dũng là một tay đẩy ra đỏ có số má trong làng chính trị. Do đó thì bà Nguyễn Phương Hằng réo tên vào trong lúc không thể ngờ tới, nên bà Phương Hằng đã vô tình một lần nữa đưa ông Phan Văn Mãi là trước làn sóng phẫn nộ của dư luận. Và cũng từ đó làn sóng dư luận đã căm phẫn với cách là chống dịch của ông Phan Văn Mãi. Và sau khi drama của bà Nguyễn Phương Hằng nổ ra thì người dân càng thêm sự phẫn nộ lớn với ông Phan Văn Mãi. Hàng loạt những câu hỏi được người dân bàn tán xôn xao. Nào là ông Phan Văn Mãi đã nhận được từ bà Phương Hằng, và ông Phan Văn Mãi làm cách nào để leo lên được chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Ai là người chống lưng cho Phan Văn Mãi? Có hay không việc ông Phan Văn Mãi nhận hối lộ và đi hối lộ? Dĩ nhiên với thế lực của ông Phan Văn Mãi, hiện tại thì có ai lật ngược được ông ta? Nhưng cứ như vận đen đang đeo bám ông Phan Văn Mãi, dù có tránh cũng không thoát tội. Quá xui cho ông Phan Văn Mãi là bị bà Phương Hằng réo tên vào ngay lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang có chiến dịch là thay máu hàng loạt các cán bộ, vô số tướng tá quân đội công an chủ tịch bí thư của các tỉnh bị sổ khám trong 2 tháng này. Và điều này cũng khiến cho ông Phan Văn Mãi phải run rò đứng không vững. Đặc biệt trong thời gian này, thì bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang truy đuổi bắt những quan chức đang chạy chức chạy quyền, chuẩn bị trong phương án là nhân sự mới cho Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14. Dù bác Trọng có muốn hay không, thì cũng không thể nhắm mắt cho qua cái chuyện mà ông Phan Văn Mãi, bởi vì có 3 yếu tố tác động trực tiếp tới ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ việc này. Thứ nhất là các quan chức bị bắt tạo áp lực lên ông Trọng và để ép ông Trọng loại bỏ ngay ông Phan Văn Mãi, từ đó mới thay được quan chức khác. Sau đó, Trung ương sẽ tìm ra một quan chức mới để thay vị trí của ông Phan Văn Mãi, từ đó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các phe cánh khác được hoạt động tốt hơn. Thứ hai, bản thân của ông Nguyễn Phú Trọng như là một ban chủ và cũng là người đứng đầu trong tứ trụ Trung ương. Nếu như vì nể tình riêng hay là vì lý do nào khác mà nhận bộ và không xử lý nghiêm đối với ông Phan Văn Mãi, thì sẽ gây ra cái nhìn không tích cực cho các cử tri và sự phẫn nộ của người dân Việt Nam, sẽ tạo ra một lượng lớn người bất mãn với chế độ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh cũng như là an nguy của nhà cầm quyền. Và nếu như ông Trọng không xử lý được ông Phan Văn Mãi thì khả năng cao, kỳ đại hội đảng sắp tới, một số lãnh đạo khác trong Bộ Chính trị cũng sẽ lấy lại. Điều thứ ba là Việt Nam đang sắp đối thoại với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính quyền phương Tây. Nếu không quyết liệt tỏ ra rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang có những hành động cải cách bộ máy chính trị thì Việt Nam khó có thể tiếp cận các nguồn vốn từ các nước phương Tây. Như vậy là có thể thấy rõ từ ai bây giờ mà trong thời gian tới ông Mãi có khả năng cao sẽ bị sờ gáy ở mức độ nặng nhẹ thì không ai biết được. Và điều này trước mắt thì ai cũng có thể thấy được là vận đen của ông Phan Văn Mãi đang hướng tới mà tướng Tô Lâm dẫn quân khám ông Phan Văn Mãi chỉ còn nằm trong từng giờ và từng ngày. Về trước đại hội đảng lần thứ 14 sắp diễn ra sẽ có vô số những là biến động, vô số chuyện đã và đang sẽ được phanh phui để đưa ông Phan Văn Mãi ra ánh sáng trừng trị thích đáng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những thông tin có liên quan về ông Phan Văn Mãi, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến quý vị và các bạn khi chúng tôi có những thông tin mới nhất. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây phần tin có liên quan.
Bốn người con của bà Phương Hằng sẽ chính thức làm đơn để bảo lãnh tại ngoại cho mẹ của mình sớm nhất có thể. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại thì đang có rất nhiều thế lực là đứng sau ông Phan Văn Mãi nhằm mục đích là hãm hại đưa bà Phương Hằng vào con đường cùng. Những kẻ vì đồng tiền giờ vẫn sẵn sàng dùng quyền lực, dùng báo chí, mạng xã hội để che đậy tội ác của mình. Và một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao những con người mà bà Phương Hằng chưa từng một lần gặp mặt lại câu kết với nhau chống phá bà Phương Hằng? Có phải vì lợi ích nhóm và vì bà Phương Hằng đã đánh trúng điểm huyệt của bọn chúng? Vâng, thưa quý vị, quay lại một chút về câu chuyện của bốn đứa con bà chủ đại nam Nguyễn Phương Hằng. Ngoài cậu út thường xuyên xuất hiện bên cạnh bà thì bà Nguyễn Phương Hằng còn có ba người con nữa. Dù ở thời điểm nào thì đứng giữa tâm drama trên mạng xã hội chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Bởi lẽ ngoài bản thân nhân vật chính, những người thân thiết xung quanh cũng nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của netizen. Bà Phương Hằng vợ ông Dũng Lò Vôi và các con cũng không ngoại lệ. Thông tin trên truyền thông cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua 3 lần kết hôn và có 4 người con, Quang Tiến, Tin, My và Hằng Hữu. Trước khi nữ đại gia khuấy đảo khỏi mạng xã hội, 4 đứa con của bà Nguyễn Phương Hằng rất kín tiếng, thỉnh thoảng mới xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, cho nên dân tình càng thêm phần tò mò về họ. Quang Tiến, 29 tuổi, là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng với người chồng gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Canada. Sau khi chồng mất, bà Phương Hằng thừa hưởng khối tài sản lên đến hàng triệu đô la Mỹ và quyết định đưa con về Việt Nam kinh doanh và đầu tư. Và đầu tháng 1 2021, bà chủ đại nam đã công bố sự việc có liên quan đến Quang Tiến. Trên trang cá nhân của mình, bà Phương Hằng cho biết con trai cá độ bóng đá, vay tiền bạn bè và vay nặng lãi bên ngoài. Dù có đau lòng nhưng nữ CEO không xấu hổ mà sẵn sàng đối mặt, đồng thời chia sẻ đến những phụ huynh giống mình có thêm can đảm đối diện. Đến cuối tháng 1 2021, bà Nguyễn Phương Hằng vui mừng thông báo Quang Tiến đã trở lại cuộc sống bình an bên gia đình. Đặc biệt, thiếu gia còn có những suy nghĩ tích cực và cảm ơn mẹ vì đã giúp mình. Hồi đầu tháng 5, bà Phương Hằng và ông Dũng đã tổ chức đám hỏi cho Quang Tiến. Cô dâu xinh đẹp không ai khác, đó chính là Quế Long, thành viên mới hội dâu đình đám trên mạng xã hội. Người con trai thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng là tên là Tin, đồng thời cũng là nhân vật kín tiếng nhất gia đình. Và tính đến thời điểm hiện tại thì thiếu gia này chỉ xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ trong dịp sinh nhật của bà Phương Hằng hồi đầu năm 2021. Người con thứ ba của bà chủ đại nam, đó chính là Mai, hay còn gọi là Natalia, cũng ít khi xuất hiện. Ái nữ duy nhất của bà Nguyễn Phương Hằng được mẹ cho đi du học từ khi còn rất nhỏ, nhưng hiện tại thì đang ở Việt Nam. Theo như chia sẻ của nữ đại gia, Natalia rất là ngoan ngoãn và lễ phép, đồng thời là bản sao của mình. Từ ngoại hình đến tính cách, bà Phương Hằng còn khẳng định sẽ không đạt bất cứ tiêu chuẩn hay là kỳ vọng nào lên con và cố gắng hỗ trợ hết mình để con thực hiện ước mơ của mình. Người mà hay xuất hiện cùng với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và được biết đến nhiều nhất là Huỳnh Hằng Hữu. Con trai út Huỳnh Hằng Hữu là con chung duy nhất của bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Và cậu thiếu gia út nhà họ Huỳnh Hằng Hữu năm nay 9 tuổi, thỉnh thoảng xuất hiện trong những lần livestream của mẹ. Đặc biệt, Hằng Hữu còn được mẹ trao cho một khối tài sản khổng lồ và vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam trong dịp sinh nhật 1 tuổi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nam Vĩnh Hưng khai khống số tiền xây nhà ăn chênh lệch 24 triệu mỗi căn. Quý vị thân mến, như chúng tôi đã cập nhật trong video trước, Nam Vĩnh Hưng tuyên bố xây dựng 15 căn nhà từ tiền đóng góp của Mạnh Thường Quân. Nhưng hiện tại trên mọi mặt trận truyền thông và fanpage của nam ca sĩ, chỉ duy nhất là thông báo 5 căn nhà đã được xây dựng, còn lại 10 căn nhà vẫn bật âm vô âm tính. Chẳng ai biết 10 căn nhà này ở đâu đã được xây dựng hay chưa. Đáng chú ý có một chi tiết rất là bất minh, chính là việc khai khống số tiền xây nhà để ăn tiền chênh lệch. Liệu đây là sự nhầm lẫn hay là cố tình sai sót đến từ phía Đàm Vĩnh Hưng? Cụ thể trong một bài viết của báo Thanh Niên có tựa đề "Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xây hai ngôi nhà tình thương ở huyện Hải Lăng giữa năm 2021". Trong bài viết có đoạn: "Tại xã Hải Lăng, bà Nguyễn Thị Lời ở thôn Kinh Duy có hoàn cảnh khó khăn nên được chọn để hỗ trợ". Ông Võ Văn Lực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã Hải Lăng cho biết, tổng số tiền đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xây cho nhà bà Lời là 62 triệu đồng. Sau 2 tháng thi công đã bàn giao vào tháng 7 2021. Như vậy, ngôi nhà mà Đàm Vĩnh Hưng xây dựng từ tiền của Mạnh Thường Quân cho bà con có trị giá 62 triệu đồng ở một căn theo lời của người được hỗ trợ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã sao kê bằng miệng rằng anh ta bỏ ra tổng cộng 86 triệu đồng cho mỗi gia đình. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng thông báo như sau. Như đã thông báo từ đầu, ngoài căn nhà trị giá 62 triệu đồng, thì Hưng sẽ gửi thêm một ít tiền cho các gia đình sắm sửa ít đồ đạc cơ bản để trong nhà. Chi tiết như sau. Sau khi trừ chi phí xây xong 15 căn nhà,
quỹ còn lại 501.618.000 đồng. Hưng có trích 140 triệu để xây dựng ủng hộ chùa Xuân Long ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.